Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Vô Đề sáng Chủ nhật, và bây giờ là 7 giờ sáng giờ California, tức là 9 giờ sáng giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần vô đề ngày hôm nay, hy vọng quý vị sẽ có những cái đề tài khác nhau và thú vị hơn. Và trước khi đi vào cái phần này thì cho phép Phong được thông báo là trưa ngày hôm nay lúc 11 giờ thì Phong sẽ cho livestream trực tiếp cái buổi tiệc tri ân tất cả các cử tri của những dân cử gốc Việt tại Nam California và Bắc California. Ở trên đây thì quý vị thấy là cái tiệc mừng tri ân đoàn kết cộng đồng. Và buổi tiệc này diễn ra lúc 11 giờ trưa ngày 11 tháng 12, tức là ngày Chủ nhật hôm nay. Và ở tại nhà hàng Golden Sea, nằm ở trên đường Catella. Quý vị có thể vào trong đó để mà, nếu quý vị ở Nam California, quý vị có thể tới tham dự. Đó là cái thông báo của Phong liên quan tới cái buổi tiệc, và Phong sẽ cho livestream trực tiếp, quý vị đón nghe xem vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay ở trên cái channel của TNP Channel. Và đó là cái thông báo của Phong. Và bây giờ thì chúng ta như thường lệ vẫn bước qua cái chương trình gọi là Vô Đề sáng Chủ nhật. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có những đề tài mở rộng hơn, thay vì là quý vị tiếp tục lại nhắc lại những cái thời sự trong tuần nha. Ok, rồi. Đảng Dân Chủ có thể trở thành tinh thần như ngày xưa được không anh Phong? Vấn đề còn lại là cái vấn đề của người dân Hoa Kỳ. Nếu như mà họ tiếp tục chạy theo cái khuynh hướng cấp tiến cực tả thì tôi nghĩ là khó quay trở lại. Nhưng nếu người dân Hoa Kỳ mạnh mẽ và đẩy cái tư tưởng cấp tiến cực tả này đó, hay là xã hội chủ nghĩa này đó, ra bên lề, thì chúng ta có thể quay trở lại với cái nguyên thủy của Đảng Dân Chủ. Thật ra Đảng Dân Chủ thì họ được gọi ngày xưa nó gọi là old Democrat đó. Thì những người này đó thì tương đối đỡ hơn, tại vì họ có một cái tinh thần tương đối là theo cái nền Cộng Hòa. Còn bây giờ đó gần như là họ đẩy tới mức cực tả luôn, và chính vì điều này nó làm cho nhiều người dân Hoa Kỳ cảm thấy gọi là cái xã hội nó bất an. Tại vì cực tả cấp tiến nó sẽ đẩy tới xã hội nó bị crash, tức là nó bị vỡ, bị băng hoại. Và như vậy thì cái giá trị không còn, cái giá trị về xã hội, giá trị về gia đình không còn. Thì quý vị, cái điều này nó là cái điều mà người Mỹ đang quan tâm nha. Rồi, ok. Dùng bằng tốt nghiệp cấp 3 ở Việt Nam có được xét tuyển đại học ở Hoa Kỳ hay không? Dù có bằng tốt nghiệp đại học tốt nghiệp trung học tại Việt Nam đi nữa thì qua Mỹ vẫn phải lấy lại cái bằng GED, tức là một cái bằng tương đương. Cái bằng đó nó gọi là, nó tương đương với là High School Diploma, tức là bằng trung học tại Mỹ. Thì dù có tốt nghiệp ở bất cứ một cái trường nào đi nữa ở bên ngoài đó, thì khi qua Mỹ vẫn phải tiếp tục lấy cái bằng GED trước khi mà được vào đại học. Đó là cái quy tắc. Do đó thì đừng nghĩ rằng là tốt nghiệp trung học ở Việt Nam là có thể vô thẳng đại học ở Mỹ. Từ khi quý vị xin du học, quý vị nộp những cái bằng cấp đó thì có thể. Nhưng mà nếu mà họ cứu xét mà họ thấy rằng là cái khả năng không đủ thì họ cũng không nhận. Thứ nhất, thứ hai nữa là ở cái lãnh sự quán với lại cái tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam đó, bây giờ họ không tin vào những cái giấy tờ nữa, mà họ sẽ chứng minh bằng cái cuộc phỏng vấn để họ có cái khả năng tới đâu. Chứ ba cái giấy tờ nộp lên thì bên Việt Nam giấy tờ giả quá nhiều, nó đã gây ảnh hưởng rất nhiều cho những cuộc phỏng vấn. Nộp giấy tờ lên không có nghĩa là chứng minh đầy đủ, phải đứng ngồi trong đó phỏng vấn, và cái người phỏng vấn họ sẽ dùng tiếng Anh họ phỏng vấn mình. Nếu đủ khả năng thì có thể vượt qua được nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua những cái những người ôn hòa trong Đảng Dân Chủ ngày xưa như ông Joe Manchin có ủng hộ phá thai. Thật sự bên Đảng Dân Chủ họ ủng hộ khuynh hướng này. Toàn bộ Đảng Dân Chủ đều ủng hộ cho khuynh hướng phá thai, tại vì họ cho rằng là đó là cái quyền của người phụ nữ. Thật sự quý vị, vấn đề phá thai hay không phá thai là do mình đứng ở quan điểm nào thôi. Quý vị đứng về quan điểm là quyền của người phụ nữ, hay quý vị đứng về quan điểm quyền của đứa trẻ trong bụng mẹ. Do đó, hầu hết Đảng Dân Chủ, kể cả ông Joe Manchin, ổng cũng ủng hộ cho cái khuynh hướng phá thai mà.
Có điều là những cái chương trình nghị trình khác thì ổng không ủng hộ thôi nha. Rồi tiếp tục à. Thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang thay đổi đảng có cần hỏi ý kiến cử tri hay không? Việc quyết định thay đổi họ không cần hỏi. Họ có thể tự mình đi hỏi một số những cử tri của họ. Nhưng mà không có luật nào bắt buộc hết. Không có luật nào bắt buộc họ phải hỏi cử tri của họ. Họ có quyền thay đổi. Và sau đó, những năm sau đó, họ phải đối diện với sự thay đổi. Tức là nếu như mà cái khu vực của họ đảng Cộng hòa nhiều, thì họ có thể giữ được cái ghế, hay là đảng Dân chủ nhiều, tùy theo người họ họ ở đảng nào. Còn nếu như mà họ đổi đảng thì họ sẽ take cái risk đó. Tại vì trước khi mà họ đổi đảng, những người thuộc khuynh hướng đảng đó bầu bầu cho họ. Do đó, nếu như họ đổi đảng, họ phải đánh giá. Còn cái vấn đề luật lệ thì không có bắt buộc cái chuyện mà phải hỏi cử tri nha. Rồi tiếp tục. Ok, à bà chủ tịch Hạ viện sẽ về hưu trong năm nay phải không anh Phong? Em ok, à nghe bà nói, bà tuyên bố là bà sẽ về hưu và bà cũng không tranh chức chủ tịch khối thiểu số tại Hạ viện nữa. Thì bây giờ để xem coi bà có về hưu hay không, thật sự hay không, và ai sẽ là người thay thế bà ở trong cái district ở tại San Francisco, nơi đây bà ngồi mấy chục năm rồi. Thì bây giờ để chờ xem coi chính thức sau ngày 3 tây tháng 1 thì đảng Cộng hòa nắm chính thức quyền đa số, thì lúc đó chúng ta mới biết được. Còn bây giờ bà tuyên bố là bà không ra tranh chức chủ tịch của khối thiểu số nữa, tức là để cho người khác ra, thì đây là cái chính thức. Còn bà ta có ngồi lại chức dân biểu hay không thì vẫn chưa biết nha. Rồi tiếp tục à. Ok, câu chuyện ăn mày anh không biết miền Tây nó hút cát sạt lở tùm lum. Thì quý vị, tôi đã nói với quý vị là tài sản ông cha để lại nó hút nó bán hết rồi, từ cát cho tới rừng cho tới khoáng mỏ, dầu thô tất cả nó bán sạch hết rồi. Và nó khi mà nó bán sạch như vậy đó thì nó đẩy dân tộc vào chữ thiếu an toàn, cái gì cũng phải đi nhập cảng hết. Thay vì những cái khoáng mỏ đó là làm cái tài sản dự trữ cho dân tộc thì nó đem nó khui ra nó bán hết. Thì mai này tất cả mọi thứ đều phải nhập cảng. Quý vị sẽ trả một cái giá rất đắt khi nhập cảng nha. Rồi tiếp tục, ok à. À. Ok à, nếu như Joe Manchin chỉ ủng hộ phá thai trong trường hợp đặc biệt, như ông Joe Manchin thật sự ổng có ủng hộ phá thai, nhưng không phải là chỉ có trường hợp đặc biệt mà ổng ủng hộ cho quyền của phụ nữ. Ổng ủng hộ cho quyền của phụ nữ thì quyền của phụ nữ họ coi phá thai là cái quyền ưu tiên. Nhưng mà theo tôi nhìn thì không phải như vậy. Có điều là có một số những người mà họ đồng ý, tức là bên phía bảo thủ họ chỉ đồng ý cho những cái trường hợp đặc biệt thôi. Đặc biệt tức là bị hãm hiếp, loạn luân hay gì đó thì họ mới cho phép được phá thai. Còn những cái trường hợp khác thì những người bảo thủ họ không đồng ý nha. Rồi tiếp tục à. Nếu như xác lợ, nhận cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận, chuyện gì xảy ra? Nó chả có chuyện gì xảy ra hết. Tức là người ta sẽ điều chỉnh lại cái quy tắc bầu cử và cái khung bầu cử của các tiểu bang. Chứ chả có chuyện gì xảy ra hết. Đừng nằm mơ là nó sẽ hất ông Joe Biden rồi nó lặp lại rồi đưa ông Trump lên. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra hết. Đừng có nằm mơ cái chuyện mà ô, bây giờ mình đã xác nhận được kết quả bầu cử năm 2020 là gian lận. Nó chỉ là một cái sự kiện, một cái biến cố xảy ra thôi. Nó không ảnh hưởng toàn bộ nước Mỹ. Do đó đừng có ai nằm mơ là ô phải đi truy tìm lại cái vụ 2020 chứng minh là gian lận rồi lúc đó sẽ lật đổ kết quả bầu cử rồi sẽ đưa ông Trump lên lại. Cái chuyện đó là impossible luôn, không có xảy ra luôn nha. Rồi tiếp tục à. Bằng nào cũng phải thi lại để được chấp nhận ở Mỹ, tôi chưa thấy công nhận cả. Thì tôi đã nói với quý vị, ở nước Mỹ này là quý vị ở tốt nghiệp ở nước ngoài trừ một số những quốc gia được thừa nhận bởi Hoa Kỳ. Còn tất cả những cái gì mà ở bên ngoài vào nước Mỹ này đều phải thi lại hết. Đều phải thi lại hết nha. Ngay cả quý vị, cái quốc gia mà được xem là có một cái chương trình song ngữ từ bé tới lớn đó, mà học tốt nghiệp y tá từ bên đó đó là Philippines đó, cuối cùng qua Mỹ vẫn phải học và thi lại. Thì đừng nói tới những chuyện khác. Philippines được xem là cái quốc gia mà những học sinh đã từ bé đó, từ tiểu học đã được học song ngữ, Anh ngữ và tiếng Philippines rồi. Tức là khả năng Anh ngữ họ rất giỏi đó. Rồi thứ hai nữa là cái bằng của Philippines, bằng y tá đó là được xem là khá tốt tại Á Châu đó. Nhưng mà qua Mỹ cũng phải thi lại.
Huống hồ chi là ở Việt Nam bằng cấp Việt Nam đó, ngay tại Việt Nam còn không có giá trị thì đừng nói qua nước khác nữa nha. Rồi tiếp tục. Ok, à tại sao Cộng sản Việt Nam chưa thấy bay qua Bắc Hàn trao đổi kinh tế, bàn về quân sự? À, đa số bay qua Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc đem cái lợi tới, ít nhất là cái thị trường Trung Quốc lớn, còn cái thị trường Bắc Hàn đâu có được bao nhiêu và cũng không có tiền mua nữa. Còn Trung Quốc ít nhất nó có tiền để mua, cho nên nó bay qua Trung Quốc là vậy nha. Và Trung Quốc là cái quốc gia được xem đối với Cộng sản Việt Nam thì là thiên triều, còn đối với người dân Việt Nam thì họ Cộng sản Trung Quốc là kẻ thù. Hai chuyện nó khác nhau nha. Rồi tiếp tục. À, hôm nay anh Trần Nhật Phong có livestream buổi tiệc cộng đồng? Yes, có. Tôi đã thông báo là tôi sẽ livestream cái chương trình này mà. Ok. Nếu như không có bằng cấp 3 ở Việt Nam có được đi du học không? Không có bằng cấp 3 lấy gì đi du học? Du học cái gì? Trừ khi là ở tuổi teen, tức là tuổi 16, 17. Mà nếu mà Mỹ chấp nhận cho qua đây học trung học thì là chuyện khác. Còn nếu không có ra bằng cấp 3 thì lấy cái gì du học? Tức là không có bằng tốt nghiệp trung học đó, chứ không phải là tôi không biết Việt Nam cấp cấp 3, cấp 2 gì. Tôi chỉ nói rằng tốt nghiệp trung học tại Việt Nam thôi, tức là sau lớp 12 đó. Ít nhất có cái tờ giấy đó thì lên trên ít nhất là tốt nghiệp có tờ giấy đó, rồi sau đó phải trải qua tất cả những cuộc phỏng vấn, chứ không phải là chỉ có nộp tờ giấy đó là được phép đi du học nước Mỹ. Chuyện đó khó xảy ra lắm nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái quyền phá thai là quyền phụ nữ, nhưng người tiếp tay thả dạ, giết hại thai nhi thì phải bị trừng phạt, cũng như bạn có thể tự tử nhưng không có thể không ai có thể giúp bạn chết được. Thật sự quý vị, tôi đã nói với quý vị là đây là cái quan niệm về xã hội chứ không phải là vấn đề liên quan tới lưỡng đảng, khuynh hướng xã hội của quý vị thôi. Có những người họ ủng hộ cho cái quyền của phụ nữ, nhưng có những người giống như chúng tôi thì chúng tôi ủng hộ cho sự sống nhiều hơn. Chúng tôi ủng hộ cho cái đứa trẻ trong bụng mẹ nhiều hơn. Tức là bất kỳ ai cũng vậy, nếu mà đã mang thai, tức là thai nhi đã hình thành một cái linh hồn rồi thì phải để cho thai nhi ra đời. Đó là cái quan niệm của giới bảo thủ. Nhưng mà cái giới cấp tiến thì nó coi thai nhi không là cái gì cả. Do đó nó vẫn coi, nó vẫn thúc đẩy cái quyền phụ nữ nhiều hơn nha. Rồi tiếp tục. Ok, tình hình biểu tình Trung Quốc sao rồi? Nó vẫn là lình xình như vậy và nó giảm đi nha. Ông Elon Musk gây bất lợi cho đảng Dân Chủ, ông có thể bị ám sát. Thì rất là nhiều, ông đã từng bị đe dọa và ông đã tiết lộ lời đe dọa đó ở trên cái Twitter của ông rồi. Ông nói là ông không có ý định tự tử. Nếu như mà ông bị cái gì mà người ta nói ông tự tử là điều đó không sự thật. Thì ông đã nói như vậy có nghĩa là đã có những lời đe dọa. Nhưng đe dọa là một lẽ, tiếp cận gần được ổng hay không là một chuyện khác nữa, đứng gần được ổng hay không là một chuyện khác nữa. Do đó bất kỳ một nhân vật nào mà nhúng vào chính trị ở Mỹ hay là có cái tên tuổi lớn ở Mỹ đều trở thành nguy cơ bị ám sát cả hết, kể cả những tỷ phú bình thường họ cũng đều có thể trở thành nguy cơ bị ám sát nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số. Hồi bữa gì đây, dự luật nhưng gì luật hóa quyền phá thai trên thượng viện, sao ông Joe Manchin lại bỏ phiếu chống về anh? Tại vì họ đính kèm những vấn đề khác, họ đính kèm những vấn đề mà được xem là cùng với lại cái đó thì ông chống là phải rồi. Còn nếu không có đính kèm vấn đề khác, chỉ có một cái luật đó thôi, chưa chắc ông đã chống đâu nha. Rồi cảm ơn Phạm Tiến đóng góp tiền Việt Nam 50.000 đồng, cảm ơn. Em coi lại giấy tờ trước năm 1975 không có ủy ban nhân dân, nhưng em nghe nói anh chữ quý ban này rất nhiều. Em là người miền Nam. Cái gì đây, thay chữ quý nó bỏ đi chữ chữ kêu là sao, chữ quỷ nó bỏ đi chữ kêu. Thực sự quý vị, ở miền Nam trước đây chúng ta không có cái gọi là ủy ban nhân dân, cái đó là do phía của cộng sản tự đặt ra thôi. Chứ ngày xưa chúng ta chỉ có là cái gì quý vị, chúng ta chỉ có là cái hội đồng tỉnh, cái hội đồng quận, chứ chúng ta không có ủy ban nhân dân. Còn cái đó nói theo cái lối của miền Nam thì nhiều khi chữ ủy ban thì chúng ta đọc thành trạch thành ủy ban là chuyện bình thường nha. Ok, đánh thuế trên 600 qua app có áp dụng vào tháng 4 này không? Phong, cảm ơn anh.
Thật sự cái đó là cái sắc lệnh của Joe Biden đưa ra cho bên hành pháp, thì á nó đòi hỏi là những cái việc chuyển gần trên 600 Mỹ kim phải báo cho sở thuế. Còn vấn đề đánh thuế hay không thì tôi không biết là sở thuế sẽ đánh thuế như thế nào. Và 200 cái transaction một năm thì họ dựa trên cái này, tức là họ muốn quý vị là cái đồng tiền quý vị là phải báo cáo sở thuế khi quý vị có lợi tức. Cái nguồn nhà vào trong ngân hàng của quý vị, cái tiền vào ngân hàng của quý vị, họ tính là lợi tức. Còn cái lợi tức đó nó là lợi tức hay là tiền gì khác thì quý vị phải giải thích với sở thuế. Nhưng mà nó bắt buộc là trên 600 Mỹ kim. Đây là cái trò của Joe Biden. Tại thực sự trước đó đó quý vị là dưới 10.000 Mỹ kim thì á, nhà băng và cái người kia, cái người gửi tiền đó họ không cần báo cho sở thuế. Nhưng bây giờ Joe Biden muốn tìm cách gọi là thu thêm tiền thuế của người dân. Ông ta mướn 87.000 nhân viên để được thuế. Rồi sau đó ông ta lại buộc tất cả các ngân hàng và kể cả những người mà ký gửi trong ngân hàng là phải báo cáo nếu nếu có cái tiền deposit hay chuyển ngân trên 600 Mỹ kim. Thì cái trò này là cái trò dí thuế của Joe Biden thôi nha. Rồi tiếp tục. Wow, à lướt qua một số những cái đã trả lời rồi nha. Ok. Anh thấy Tim Cook có phải cái gian xảo điểm đàng? Nếu quý vị đánh giá về con người thì tôi không biết là quý vị đánh giá như thế nào. Nhưng nếu mà về kỹ thuật và quản lý thì Tim Cook là một nhà quản lý đại tài. Ông ta đã đưa công ty Apple lên số 1 thế giới. Nhưng nếu quý vị hỏi về con người thì tôi không có ý kiến, tại vì Tim Cook đối với tôi là một kẻ sẵn sàng thỏa hiệp và một kẻ sẵn sàng bắt tay với kẻ ác. Đó là cái điều mà tôi nhận định. Cho nên về con người nó khác, còn về cái chuyên môn thì nó khác. Quý vị đang hỏi về cái nào nha. Rồi tiếp tục. Anh có tin tức gì về ông Trọc Phú không? Thì tôi nghe nói ông ta bệnh và mất hết tài sản. Thì cái đó tôi nghe nói thôi. Còn cái vấn đề lâu rồi, từ ngày mà ông ta thua kiện cho tôi thì tôi cũng không có để ý tới ông ta nhiều. Có điều là theo tôi biết thì một số người báo cho tôi thì ông ta bây giờ trong tình trạng gọi là mất sạch tài sản, thiếu nợ cùng mình. Thì cái đó là cái mà tôi biết được. Còn tôi không có để ý tới ông ta nữa nha. Rồi tiếp tục. Có phát minh cống hiến cho nước Mỹ có được công nhận làm công dân Mỹ không? Không luôn. Phát minh cái gì để cống hiến cho nước Mỹ? Bao nhiêu nước Mỹ này có bao nhiêu cái bằng phát minh đó, cống hiến đó. Nhưng mà vẫn theo luật của Bộ Di trú, trừ phi là chuyện này, tức là có một số người đóng góp cho nước Mỹ, ví dụ như là Afghanistan, những người đã làm việc cho chính phủ Mỹ, bây giờ sinh mạng của họ và gia đình của họ bị nguy hiểm, thì lúc đó họ sẽ được bên phía của quốc hội và phía của hành pháp dọn một con đường thay đổi cái luật di trú để cho họ có cơ hội được định cư tại Mỹ và trở thành công dân Mỹ. Đó là cái đóng góp thiết thực nhất. Còn bất kỳ một cái phát minh nào đi nữa, cho dù có phát minh là trường sinh bất lão đi nữa, thì cũng đứng ngoài nước Mỹ mà ngó thôi. Đứng ngoài nước Mỹ mà ngó thôi, chứ chả làm được cái gì hết nha. Ok. Rồi tiếp tục. Theo anh, Đảng Cộng sản China hay Đảng Cộng sản Nga, phe nào tàn ác gian xảo hơn bất chấp thủ đoạn đạt được mất? Cả hai luôn. Nhưng mỗi bên một ác một kiểu khác nhau thôi. Chả có tên nào ác hơn tên nào cả, tên nào cũng ác như nhau. Vấn đề ở chỗ là cái cách ác nó khác nhau thôi. Và mục tiêu ác của nó khác nhau thôi nha. Rồi tiếp tục. Việc cộng trận không cho YouTuber trong Việt Nam không được lãnh tiền quảng cáo có phạm nhân quyền hay không? Cái đó quý vị hỏi YouTube. Việc cộng trận là một lẽ. Tại cái quyền của họ, họ có quyền trận. Còn cái công ty về quảng cáo và công ty YouTube họ có trả cho quý vị hay không là một chuyện khác. Vấn đề việc cộng ngăn chặn và không cho người trong Việt Nam kiếm tiền bằng YouTube. Cái đó là quyền của họ. Tại vì họ nắm quyền cai trị. Họ có quyền nhân danh là chủ quyền quốc gia con khỉ gì đó để họ chặn và không ai làm được gì cả. Thì đương nhiên đứng trên quan điểm về về quan điểm về nhân quyền thì đây là hành động vi phạm nhân quyền. Nhưng mà chỉ là đứng trên quan điểm thôi, chứ chả ai làm được gì và cũng chả ai trừng phạt Cộng sản Việt Nam vì cấm YouTuber ở Việt Nam kiếm tiền cả. Nha, ok. Rồi tiếp tục. Những người dân Mỹ theo tinh thần conservative nhiều hơn. Thật sự quý vị,
Quý vị nhìn trên cái bản đồ nước Mỹ, quý vị đã thấy màu đỏ nhiều hơn màu xanh. Thật sự cái tinh thần mà cấp tiến ở nước Mỹ này á, chỉ có một số những tiểu bang thôi. Còn hầu hết các tiểu bang khác họ vẫn theo khuynh hướng bảo thủ. Quý vị cứ nhìn trên cái bản đồ tranh cử là quý vị thấy màu đỏ nhiều hơn màu xanh. Có điều là những nơi màu xanh thì tập trung dân số nhiều hơn, ví dụ như California nó tới 40 triệu dân. Thì nó được thêm là cái tiểu bang đông dân nhất ở nước Mỹ. Thì quý vị, còn cái vấn đề tinh thần của dân Mỹ đó thì tùy theo cái môi trường sống, họ sống ở tiểu bang nào. Đương nhiên họ sống California họ phải theo tinh thần cấp tiến. Còn nếu họ sống ở Texas, ở Louisiana, họ theo tinh thần bảo thủ. Do đó không ai nói được là cái nào nhiều hơn được hết. Vấn đề ở chỗ là quý vị sẽ phải xem theo cái tinh thần cấp tiến đó tới mức độ nào và cái tinh thần bảo thủ tới mức độ nào nha. Rồi tiếp tục. Ok, Tâm Nguyễn khỏi cần đố tôi, tại vì tôi nói thẳng với quý vị, chúng ta đã học từ nhỏ tới lớn rồi. Còn cái chuyện cộng sản tuyên truyền hay giảng dạy cái kiểu nào đó là chuyện của cộng sản. Tôi cũng chả quan tâm tới chuyện cộng sản gọi là tuyên truyền cái kiểu nào nữa. Đừng có hỏi, đừng có ngồi và đố tôi để gài tôi nói chuyện này chuyện kia. Ok, tôi còn lại không thích những người gài độ bằng kiểu này nha. Rồi, thi tốt nghiệp high school tại Hoa Kỳ có giống như tại Việt Nam không? Không. Ở Mỹ này đó, cái điều mà quý vị học ra trung học đó thì chỉ cần quý vị học, chỉ cần là đừng có quá bết bát thôi thì quý vị sẽ được tốt nghiệp. Còn ở Việt Nam nó coi cái đó giống như cái gọng xiếc. Nó coi đó giống như một cái gọng xiếc, nó chọn lọc người vào đại học. Còn ở Mỹ này thì vào đại học rất là dễ dàng. Nhưng ra đại học mới là chuyện khó. Còn tốt nghiệp thì nó cũng giống nhau thôi nha. Ok. Rồi, cảm ơn người bạn ở đây đóng góp là Maga Freedom England đóng góp là 45 đồng euro. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Ok, anh em Maga Worldwide mời anh Phong cà phê buổi sáng. Chúc anh gia đình luôn an lành và hạnh phúc. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi, tiếp tục. Đạo đức của Cộng sản trong chế độ Cộng sản tương tự như đạo đức luân lý của xã hội tự do hay hai khác nhau? No, nó khác nhau rất là xa. Bởi vì xã hội tự do họ đẩy mạnh mạnh những cái giá trị mang tính chất lâu dài. Còn xã hội của Cộng sản nó đẩy mạnh những cái mang tính chất nhục dục và cái đạo đức của nó không có. Nó tạo cho con cái trong gia đình trở thành gọi là bất kính với cha mẹ. Thì quý vị thấy đó, lãnh tụ Cộng sản mà còn làm như vậy thì đừng có nói tới người khác. Quý vị còn nhớ cái trường hợp của các lãnh tụ Cộng sản đem cha mẹ mình ra đấu tố không? Đó là sự khác biệt. Còn trong xã hội tự do thì họ lại muốn gìn giữ tất cả những cái luân lý đạo đức gia đình. Cho nên đừng có so sánh đạo đức của Cộng sản, chế độ Cộng sản không có đạo đức. Nó chỉ tập trung người ta tôn thờ cái chủ nghĩa Cộng sản thôi. Nó không có đạo đức, nó không có tôn giáo, nó không có bất cứ một cái gì cả nha. Rồi tiếp tục. Ok, sáng nay nghe chương trình đặc biệt của anh hay quá, những bài phân tích của anh quá rõ mà người dân vẫn chưa thức tỉnh. Không phải họ chưa thức tỉnh, họ thức tỉnh nhưng họ không đủ trình độ để vượt qua sự can đảm. Họ còn sợ hãi quá nhiều. Và họ chọn những cái thái độ, có những người thì cắm cúi đi làm, có những người thì chọn thái độ ngã vào bàn nhậu hay là cá độ túc cầu để sinh sống qua ngày, coi như họ quên cái chuyện đó đi. Họ đã thức tỉnh, họ đã biết rất là nhiều những cái bất cập trong xã hội của họ, nhưng họ không đủ trình độ kiến thức để vượt qua sự sợ hãi nha. Rồi tiếp tục. Ok, cảm ơn Lộc Nguyễn đóng góp là 20 Mỹ Kim, cảm ơn rất là nhiều. Ok, rồi, nước Mỹ và Canada giống nhau về kinh tế, quân sự, giáo dục không? Về cái hoạt động xã hội thì tương tự như nhau. Nhưng mà cái thể chế thì khác nhau một chút. Canada vẫn nằm dưới dưới cái khối thịnh vượng chung của Anh. Cho nên mới gọi là Hoàng gia Canada. Họ vẫn nằm trong cái khối thịnh vượng chung của Anh. Đó là sự khác biệt. Thứ hai là trong mấy gần như là 20 năm nay là phía của lực lượng cánh tả họ quản trị cái đất nước Canada thì họ tạo ra cái phúc lợi an sinh xã hội tốt cho những người thích hưởng hơn. Do đó những người thích hưởng an sinh xã hội họ cho rằng
là cái chế độ y tế của Canada tốt hơn Mỹ. Ok, còn về luật lệ và cái cách vận hành quốc gia thì không khác gì nhau cả. Vẫn là có nhiều đảng tham chính thì tham 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 chính và vẫn có những cái luật lệ tương đồng với nhau. Còn thể chế thì Canada vẫn nằm trong cái khối thịnh vượng chung của Anh, tức là Commonwealth á, cho nên họ vẫn sử dụng cái chữ là Hoàng gia Canada. Còn Mỹ không có nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái đã đọc rồi nha. Cơ cấu kinh tế đa năng thời Việt Nam Cộng Hòa chủ yếu mạnh về mảng gì và anh Phong? Thứ nhất là chúng tôi không biết chữ đa năng của quý vị là cái gì. Nhưng mà nền kinh tế của miền Nam Việt Nam trước đây chủ yếu là nông nghiệp và nông sản. Coi như là nông hải sản là cái nền kinh tế chủ lực của miền Nam. Và miền Nam được mệnh danh là vựa lúa của Đông Nam Á. Tức là tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều lệ thuộc vào cái nguồn cung cấp là lúa và hải sản của miền Nam Việt Nam. Đó là cái nền kinh tế chính, còn tôi chả biết cái chữ đa năng là gì cả. Ok. Rồi, cảm ơn Tyler Nguyễn đóng góp 10 Mỹ Kim. Rồi, tiếp tục. Ok. Tiếng Việt có phải người Pháp sáng lập đúng không anh Phong? No. Cha Alexandros hình như là người, không phải là, ổng là người Latino chứ không phải là người Pháp nha. Và cha Alexandros là người đã bắt đầu biên soạn cái phần chữ nghĩa mà mình dùng ở trên giấy tờ bây giờ đó từ năm 1600 mấy. Ok, còn người Pháp họ chính thức xâm chiếm Việt Nam là 200 năm sau đó. Đó là sự khác biệt. Và thứ hai là cha Alexandros không phải là người sáng tạo tiếng Việt. Ổng chỉ là người sáng tạo ra cái hệ thống chữ Việt mà thôi, bằng alphabet. Còn tiếng Việt chúng ta có từ ngàn năm rồi. Nó biến thể từ cái chữ Hán qua chữ Nôm, và cái cách phát âm của chúng ta là nó khác với lại tiếng Quan thoại, và nó có một cái nét tương đồng với tiếng Quảng Đông. Đó là cái ngôn ngữ của giống Bách Việt từ cả ngàn năm rồi. Còn cái hệ thống chữ viết thì chúng ta may mắn trong tứ quốc đồng văn, tức là bốn quốc gia mà có chung một cái hệ thống chữ viết đó, thì chúng ta may mắn hơn Nhật, hơn Nam Hàn và hơn Trung Quốc là chúng ta có cha Alexander là người đã giúp chúng ta có được một cái khung tiếng Việt bằng chữ alphabet. Ok, chứ không phải là người sáng lập tiếng Việt nha. Ok. Rồi tiếp tục. Hôm nào anh Phong làm một bài nói về tất cả việc làm của anh Ngô Kỷ đi. Thật sự việc làm của anh tôi cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở trong nhiều năm nay rồi. Quý vị cũng đã có một bức tranh rõ ràng về nhân vật này rồi. Một nhân vật đầy tranh cãi của người Việt ở hải ngoại. Lên tới đỉnh cao nhất là chưa ai làm được. Nhưng mà xuống tới cái mức thấp nhất cũng chưa ai bằng ổng luôn. Ok, thì nhân vật này tôi đã nói rất nhiều lần rồi nha. Rồi tiếp tục. Wow, nước Nam Phi là quốc gia phát triển dân chủ hay một nước độc tài tham nhũng nhiều? No, Nam Phi là một quốc gia dân chủ và nó đã dẹp bỏ được cái chế độ phân biệt đối xử từ dưới thời của Nelson Mandela. Lúc đó Nelson Mandela bị cầm tù liên tục là bởi vì nó có một cái chế độ phân biệt đối xử. Nói là Nam Phi nhưng mà thật sự ở cái quốc gia này người da trắng và người da đen gọi là tương đồng, là gần như là cái dân số của họ gần như đồng đều với nhau. Chứ không phải là Nam Phi là nơi của người da đen nhiều. Rất là nhiều những người da trắng sinh sống tại đây. Và gần như là một nửa dân số của họ là người da trắng. Thì Elon Musk cũng xuất thân từ Nam Phi đó. Ok. Thật sự đó, nói là Nam Phi nhưng mà quý vị nghĩ đúng, mấy quốc gia khác thì đúng là người da đen không? Nhưng mà riêng Nam Phi đó là cái nơi được xem là có rất đông đảo người da trắng sinh sống. Do đó nó mới có cái trường hợp phân biệt đối xử và ông Nelson Mandela sau 26 năm tranh đấu thì cuối cùng ông trở thành tổng thống của Nam Phi và chấm dứt chế độ phân biệt đối xử ở thập niên 90 nha. Nam Phi là một quốc gia dân chủ. Ok. Rồi, tiếp tục. Wow, hôm nay các bạn vô khá nhiều đó. Ok. Anh Phong cho em biết và hiểu hơn về tướng Lương Xuân Việt không? Thật sự tôi cũng không biết nhiều về tướng Lương Xuân Việt. Tôi chỉ biết hiện nay
là Lương Xuân Việt đã về sinh sống ở Dallas và ông đã rời khỏi quân đội. Thì còn những cái hoạt động trong giới quân sự á, và trong giới quân đội đó, thì quý vị cứ vào trong Google kiếm đi, tại vì chính bản thân tôi cũng không cũng cũng không nắm rõ về tất cả những cái là lịch sử về gia cảnh cũng như là về sinh hoạt trong cái giới quân đội của ông nha. Ok, đám cánh tả Âu Châu có thỏa hiệp với Nga khi Nga và Ukraine đang có chiến tranh, nhưng họ lên tiếng ủng hộ Ukraine. Nếu không ủng hộ Ukraine thì từ từ họ sẽ bị co cụm lại, do đó bắt buộc họ phải ủng hộ, nhưng mà họ không muốn đối đầu với Nga thôi, họ muốn dùng Ukraine làm cái vùng đệm ở giữa, do đó họ không muốn Ukraine gia nhập vào liên minh NATO và họ cũng không muốn rằng là Ukraine bị mất vào tay nước Nga. Do đó đám cánh tả Âu Châu nó muốn được như vậy. Chính điều này mà dẫn tới việc mà Nga sợ rằng là họ sẽ đưa Ukraine vào trong Liên hiệp Âu Châu, ê, vào trong NATO thì sẽ sát biên giới của nước Nga, gây nguy hiểm cho nước Nga. Do đó thì đám cánh tả của Âu Châu họ chỉ muốn giữ cái hiện trạng như bây giờ, tiếp tục được hưởng cái giá dầu thô rẻ và giá năng lượng rẻ từ Nga, tiếp tục để cho nhập cảng tất cả những cái nguồn năng lượng sạch từ bên ngoài, và ở đâu mà có ô nhiễm môi trường thì kệ nó, miễn Âu Châu không có là được rồi. Đó là cái ý của đám cánh tả tại Âu Châu nha. Rồi tiếp tục, sau chiến tranh Việt Nam có nhiều người đào được cốt quân dân Hoa Kỳ, thông báo cho chính phủ Hoa Kỳ mong được định cư, nhưng họ chỉ nhận được thư cảm ơn của chính phủ Hoa Kỳ thôi. Ok, đào được không có nghĩa là quý vị có công, quý vị có quyền tình nguyện để gửi cái đó lại trên tinh thần gọi là nhân đạo, đừng đem cái đó trở thành một cái trò trao đổi. Ok, đừng có biến cái việc mà đưa cốt của quân dân Mỹ trở thành một cái trò trao đổi. Nước Mỹ không có quan niệm đó, nước Mỹ không có quan niệm là phải đi trao đổi kiểu này. Ok, họ vẫn chủ trương đi kiếm hài cốt của những binh sĩ họ, nhưng mà họ kêu gọi sự tình nguyện nhiều hơn, chứ không có cái trò gọi là đưa, à anh đưa cho tôi bộ hài cốt đến Mỹ thì tôi sẽ cho anh được phép qua Mỹ định cư. No, nước Mỹ không có chính sách này, cho nên đừng có ngồi đó mà hy vọng là sẽ có được cái bộ hài cốt Mỹ là được định cư tại Mỹ nha. Ok, rồi tiếp tục. Cha Alexandros và cha de la Pina là, theo tôi biết, là người Bồ Đào Nha, thì là người nói tiếng Latino. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha là nói tiếng Spanish hay là còn gọi là tiếng Latino. Thì hai cái ngôn ngữ này nó không có giống như ngôn ngữ của tiếng Pháp hay là tiếng Anh. Thì tôi đã nói là hai vị này là hai vị đã soạn thảo ra cái bộ chữ cho người Việt. Và cha Alexandros hình như ông trở về Âu Châu ở năm 1680 hay là 75 gì đó. Là năm 1680 trong 1675 gì đó. Hình như ông tới Việt Nam từ năm 1905 650. Theo tôi nhớ thôi, tôi không có nhớ rõ lắm. Nhưng mà nó cách cái thời giai đoạn mà Pháp xâm chiếm Việt Nam tới 200 năm lận. Quý vị nghe những tên cộng sản lên nổ, nói rằng là cha Alexandros dọn đường cho Pháp xâm lăng Việt Nam là không đúng. Tại vì cha Alexandros có mặt ở Việt Nam 200 năm trước khi người Pháp tấn công vào Việt Nam. Không có ai ngồi đó mà dự tính 200 năm sau cả, quý vị. Và lúc đó họ với cái tinh thần truyền giáo thôi, họ với tinh thần truyền giáo, họ đi truyền giáo khắp nơi thôi. Do đó những cái tên cộng sản mà gọi là cuồng đảng á, hay cỡ như Nguyễn Đắc Xuân ở ngoài Huế á, là ăn nói bậy bạ, ăn nói bậy bạ, cố tình là che đậy cái công trạng của cha Alexandros. Cha Alexandros là người có công rất lớn đối với dân tộc Việt Nam, bởi vì không có cha Alexandros thì ngày hôm nay chữ viết quý vị vẫn viết theo cái lối đồng văn của chữ Hàn Quốc, chữ Nhật hay chữ Trung Quốc thôi, chứ không có được cái pha cái khung chữ alphabet như bây giờ. Thì cha Alexandros đã dựa trên cái phiên âm của người Việt, của người gốc Indochine, và cha đã phối hợp với lại cái ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Latino để đưa ra cái khung chữ cho người Việt. Đó là một cái công rất lớn đối với người Việt. Mà cho tới ngày hôm nay á, cộng sản vẫn đem cha Alexandros lên để xem giống như một kẻ thù thì tôi hết ý kiến rồi nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ông tỷ phú nước Mỹ lại đưa ra bằng chứng mới nữa, anh Phong. Yes, ông đưa ra cái hồ sơ lần thứ tư.
Thì lát nữa trong bản tin thời sự của tôi có đưa cái này ra. Thì đây là lần thứ đây cái tập hồ sơ thứ tư. Và tập hồ sơ thứ tư này, ông nói rõ toàn bộ giới lãnh đạo của Twitter đã tìm đủ mọi cách để mà ban cấm riêng đối với cá nhân cựu Tổng thống Donald Trump. Thì ông đã tung ra và hành động này được xem là cái hành động vi phạm vào luật pháp Hoa Kỳ. Thì quý vị, chờ đó, ông tung ra hết đi. Rồi sau đó tới phiên quốc hội sẽ đem tất cả những tập tài liệu này để mời tất cả những kẻ đã nhúng tay vào chàm lên điều trần trên quốc hội. Và sau khi điều trần xong đó là họ sẽ có kết luận, và nếu kết luận là đã có dấu hiệu gọi là vi phạm vào luật lệ và hiến pháp của Hoa Kỳ thì họ sẽ chuyển cho Bộ Tư pháp để mở hồ sơ điều tra. Do đó quý vị, bây giờ mới chỉ là tập tài liệu thứ tư thôi, còn thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám nữa nha. Ok, rồi tiếp tục. Wow, lướt qua những cái đã đọc rồi nha. Ok, ông Tập sang Saudi Arabia thỏa thuận với nhau là mua dầu khí dùng tiền nhân dân tệ, tiền Mỹ đô la có bị mất giá không? No, ông ta đề nghị nhưng phía kia không đồng ý. Ông ta đề nghị là sử dụng hệ thống nhân dân tệ để mà trao đổi về vấn đề năng lượng, nhưng Saudi Arabia không đồng ý. Saudi Arabia và khối OPEC đã ký thỏa thuận này với Hoa Kỳ ở thập niên 70 là họ sẽ sử dụng Mỹ kim làm giao dịch chính thức. Do đó, Tập Cận Bình có thể ký kết được khoảng với lại Saudi Arabia là 34 cái thỏa ước và ký với lại 6 quốc gia Ả Rập tổng cộng trên 40 cái thỏa ước. Nhưng mà không có cái thỏa ước nào sử dụng nhân dân tệ cả. Tất cả đều được sử dụng bằng Mỹ kim. Nha, ok. Rồi tiếp tục. Chú có nghĩ NATO sẽ tan rã vì hai khuynh hướng, một đánh Nga, một thỏa hiệp? Tôi nghĩ rằng họ sẽ đi tới cái khuynh hướng sẽ tan rã. Tại vì trong NATO, những quốc gia thuộc Trung Âu và Đông Âu, họ rất quyết liệt với Nga. Nhưng ngược lại, những quốc gia Tây Âu thì sẵn sàng thỏa hiệp với Nga. Do đó, tôi nghĩ là không dưới một thập niên, khoảng trong vòng một thập niên thôi, thì là NATO sẽ đi tới tình trạng tan rã. Bởi vì họ chính trị hóa quá nhiều. Thật sự, ở Âu Châu cần một cái lực lượng quân sự đối đầu với Nga và các cái mối đe dọa. Thì NATO chính là cái lực lượng quân sự này. Nhưng mà gần như 30 năm nay, NATO trở thành một cái tổ chức chính trị, chứ không phải là một cái tổ chức về quân sự. Do đó, tôi nghĩ rằng sẽ đi tới cái kết quả là sẽ có một cái liên minh quân sự khác đứng ngoài NATO tại Âu Châu nha. Rồi, tiếp tục. Mọi người Mỹ gốc Việt đứng cao nhất trong cộng đồng người Việt bên Mỹ. Thật sự quý vị, ở trên liên bang thì chúng ta chưa có. Hiện nay thì có cái bà gọi là bà lấy cái thọ mà họ chồng, tức là Stephanie Murphy. Stephanie Murphy hiện nay vẫn còn đang là dân biểu của liên bang, đại diện cho ở tiểu bang ở tại một khu vực ở Florida. Thì bà ta là người cao nhất, nhưng mà tại vì bà lấy họ chồng, cho nên mà quý vị nghe cái tên của bà thì quý vị không thấy Việt Nam. Nếu quý vị hỏi tôi, còn sau đó thì sau cái ngày ba tây đó là bà ta out khỏi game rồi. Sau ngày ba tây thắng thì trên liên bang chúng ta không có một người nào hết. Về chức vị dân cử bây giờ thì cao nhất vẫn là Janet Quyền, là thượng nghị sĩ của tiểu bang California, là chức vị cao nhất. Ok, sau đó là tới dân biểu thì lâu đời nhất có Hubert Vỏ bên Houston. Còn bên California chúng ta có tới hai người ở trong là dân biểu của tiểu bang ở tên Portland ở tại Oregon đó, chúng ta có 5 người Việt là dân biểu tiểu bang. Thì đó là những cái mà thông báo. Còn bây giờ trên nguyên tắc ngay tại bây giờ, người có chức vị cao nhất là bà Stephanie Murphy. Bà này thì là thuộc cực tả, thì bà ta đang ở Florida. Thì bà này trên nguyên tắc ba tây tháng giêng bà chấm dứt rồi. Thì bà trên nguyên tắc bây giờ bà ta là người chức vị cao nhất đó nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua những cái quảng bá cho cộng sản nha. Ok, ở trong đây có một số người vô quảng bá cho cộng sản là coi như là quý vị sẽ bị block. Ok, anh ơi, thành phố bỏ về quê nhiều lắm, đường xá vắng hẳn luôn, tại vì các hãng xưởng đóng cửa hết, cho nên người dân không có việc làm, bây giờ phải về quê và đứng xếp hàng để lấy tiền bảo hiểm xã hội.
Đó là cái thực tế đang xảy ra, và sau khi xài hết tiền bảo hiểm xã hội rồi, lúc đó còn khó khăn hơn. Lúc đó còn khó khăn hơn bởi vì tôi đã nói với quý vị, tình hình kinh tế của Việt Nam bây giờ cho tới vòng vài thập niên nữa, nó nằm trong cái vùng gọi là thê thảm. Phát triển không được. Không phát triển được, và tài sản thì mất sạch hết rồi. Bây giờ phải lệ thuộc vào cái nguồn xuất nhập khẩu với Trung Quốc thôi. Trung Quốc gật đầu á thì được xuất khẩu nhiều một chút. Trung Quốc lắc đầu á thì xuất khẩu ít một chút. Gần như toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam bây giờ lệ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều nha. Rồi tiếp tục. Rồi lướt qua một số những cái tôi đã đọc rồi nha. Ok. Canada nói hai ngôn ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh. Thật sự ở Canada thì chỉ có ở vùng Quebec là nơi dùng tiếng Pháp nhiều. Còn lại đa số họ vẫn dùng tiếng Anh. Riêng cái khu vực ở Quebec là họ dùng tiếng Pháp nhiều nhất nha. Rồi, vào lướt qua một số những cái. Đà Nẵng thời Việt Nam Cộng Hòa có phải trước 75 là đô thị quân sự không? Nó vẫn là thành phố bình thường. Nhưng Đà Nẵng thì có được một số căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại đây. Và cảng Cam Ranh từng là căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Thì có, nhưng mà Đà Nẵng không phải là một cái đô thị quân sự. Nó vẫn về dân sự nhiều hơn nha. Ok, dân Việt Nam chưa đói và chưa khó đâu mà, chưa vào đường cùng, vào đường cùng hết là dân Việt Nam khởi nghĩa rồi. Nó vào đường cùng họ cũng nằm xuống luôn chứ họ không khởi nghĩa. Cái đó là cái mà cộng sản đã gieo rắc cái sự sợ hãi cho tới bây giờ. Cho nên đối với người dân Việt Nam bây giờ đó, mà nước có ngập tới tới đây á là họ sẽ cho nước qua đầu và họ vô quan tài luôn. Họ còn ngồi dậy cảm ơn cộng sản đưa họ vô quan tài nữa chứ họ không dám phản kháng nha. Rồi tiếp tục. Ok, đám Black Lives Matter còn hoạt động không? Vẫn còn hoạt động nhưng mà không gây nổi đình nổi đám, trừ phi tới mùa bầu cử tổng thống. Tới mùa tổng thống nó sẽ tràn ra đường, nó quậy tiếp. Đám này tôi gọi là đám blackmail thì đúng hơn chứ không phải Black Lives Matter nữa nha. Rồi tiếp tục. Nên không cần quan tâm lo cho dân Việt Nam. Đúng, dân Việt Nam không cần quan tâm đâu, là bởi vì sao? Nước mà tới chôn rồi á họ xuống quan tài luôn chứ họ không dám ngóc đầu dậy. Họ không dám phản kháng. Cái đó là cái do cái văn hóa sợ hãi mà cộng sản nó gieo rắc từ bao nhiêu năm nay rồi nha. Ok. Rồi, hiện tại giá năng lượng ở Nga tăng khoảng 3%, còn lương thực thì tăng 50%, trong khi đó Nga là nước xuất khẩu năng lượng và lương thực. Thật sự Nga với Ukraine là hai quốc gia sản xuất về lúa mạch và ngũ cốc, chiếm khoảng 25 cho tới 30% tổng sản lượng lương thực trên toàn thế giới. Nhưng mà chỉ là lúa mạch với ngũ cốc thôi, chứ không phải là hải sản, không phải là gia cầm. Do đó, đừng nghĩ rằng là Nga nắm thế mạnh về lương thực. Đúng, Nga nắm về lúa mạch và ngũ cốc. Chung với lại Ukraine, hai quốc gia này là chiếm khoảng từ 25 tới 30% tổng sản lượng về lúa mạch và ngũ cốc trên toàn thế giới. Nhưng mà lương thực thế giới thì không phải chỉ có lúa mạch và ngũ cốc. Nó còn có hải sản, nó còn có thú gia cầm, nó còn có những cái loại thực vật khác nữa nha. Ok. Rồi tiếp tục. Bài phân tích về túc cầu của anh rất hay. Nhiều người xứng đáng sống với cộng sản lắm vì chả thèm quan tâm chính trị, cho nên họ nghèo. Những kẻ mà không quan tâm chính trị là những kẻ suốt ngày đi ăn mày và suốt sống trong sự nghèo đói. Còn những kẻ quan tâm chính trị thì nó ăn trên ngồi trốc. Nó ăn trên ngồi trốc và nó trở thành đại gia ở Việt Nam đó nha. Anh nói quá đúng, nói tới chính trị là họ nói lo đi làm ăn đi giá. Cho nên họ suốt ngày suốt đời của họ nghèo là như vậy. Tại vì họ không quan tâm chính trị. Còn những kẻ quan tâm chính trị là những tên đại gia mà họ đi nịnh nọt đó. Nhưng mà những tên đại gia này khôn lắm. Nó dẫn xuống người ta đừng có la quan tâm chính trị, để nó quan tâm đủ rồi. Tại vì nếu toàn dân Việt Nam quan tâm chính trị thì những tên đại gia này không có cửa nữa. Nhưng đáng tiếc là gì? Đa số dân Việt Nam nghe lời nó dụ là lo đi làm ăn kiếm kiếm tiền đi, đừng có quan tâm chính trị. Mà chính vì vậy mà kiếm tiền không ra đó. Họ không biết tại sao họ mất việc làm, họ không biết tại sao, ủa tại sao mà công ty lại không có hợp đồng mới, lại không có đơn đặt hàng mới. Họ không biết lý do tại sao. Đó là chính trị đó. Chính vì vậy
họ suốt đời họ nghèo là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Ả Rập mà dám dùng nhân dân tệ thì phải alo hỏi ý kiến Gaddafi của Libya. Thật sự quý vị, cái đó là do cái hiệp ước năm ở thập niên 1970. Ở thập niên đó thì Ả Rập đã có một lần cương với Hoa Kỳ trong vấn đề mà Hoa Kỳ bảo vệ cho Do Thái. Nhưng mà sau đó thì coi như là họ đã đồng ý và ký cái hiệp ước với Hoa Kỳ là tất cả các giao dịch về năng lượng của họ trên toàn thế giới đều sử dụng bằng đồng Mỹ Kim. Và đồng thời để đổi lại là Hoa Kỳ bảo đảm là Do Thái không tấn công bất kỳ một quốc gia Ả Rập nào sau cuộc chiến năm 1967. Và kể từ đó nay là gần như khối Ả Rập là họ sử dụng đồng Mỹ Kim nha. Rồi tiếp tục. Wow. Lướt qua một số những cái đã đọc rồi nha. Ok. Bên Iran cỡ nào nhưng tới lúc hết sợ dân chúng cũng xuống đường. Dạ, Iran thì dân chúng xuống đường, nhưng Việt Nam khác. Dân Việt Nam khác. Dân Việt Nam sợ nhiều lắm. Sợ đủ thứ hết. Còn dân Iran, họ có niềm tin tôn giáo cho nên họ không sợ. Dân Iran đa số là theo Hồi giáo Shiite, hệ phái Shiite. Họ có niềm tin tôn giáo rất mạnh, cho nên họ không sợ. Còn dân Việt Nam đó là gần như là sợ, sợ rất là nhiều. Nha, ok. Rồi, tiếp tục. Người thường không thể tham gia chính trị được vì thường có gốc gác, không phải họ không muốn tham gia. No, tôi đâu kêu họ tham gia chính trị, tôi kêu họ quan tâm chính trị thôi. Tôi đâu kêu họ là tham gia chính trị làm gì. Tôi kêu họ là quan tâm chính trị và nói lên những cái quan điểm của mình. Chứ tôi đâu kêu họ tham gia chính trị ra ứng cử đâu. Chỉ cần họ quan tâm chính trị là cuộc sống họ khác ngay. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là họ nghe lời Cộng sản. Họ nghe dụ là đi làm, đi kiếm cơm nuôi gia đình đi. Đừng có quan tâm chính trị. Do đó họ suốt đời bị nghèo là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một cái. Dân Việt Nam xuống đường toàn là đàn bà, đàn ông đâu hết rồi. Thì thật sự quý vị, phụ nữ khi họ mạnh mẽ, họ mạnh mẽ hơn đàn ông rất là nhiều. Cái đó là chuyện bình thường. Nhất là Việt Nam theo cái truyền thống mẫu hệ nữa. Thì chuyện đó chúng ta thấy bình thường. Người mà giành độc lập đầu tiên cho dân tộc là Hai Bà Trưng mà. Là mẫu hệ rồi. Do đó, cái nó trở thành một cái truyền thống rồi quý vị nha. Rồi tiếp tục. Tại sao xã hội càng băng hoại thì đám cầm quyền lại càng giàu vậy anh? Thì đó, nó muốn xã hội băng hoại để người dân lao đầu vào những cái chuyện không đâu vào đâu. Và nó nắm quyền cai trị. Và nắm quyền cai trị thì nó nắm quyền tất cả mọi thứ, kể cả việc quyền làm giàu. Ở Việt Nam, quyền làm giàu nằm trong tay của đảng viên, chứ không phải nằm trong tay của dân đen. Do đó, ở những xã hội này, dân đen không có quyền làm giàu. Mình làm giàu mà đàng hoàng được vài năm đó, có chút xíu của cải là nó truy tội này tội kia, nó cướp sạch hết. Còn những kẻ cấu kết với lại cộng sản để mà làm giàu đó thì nó cho no, để no đủ vài năm xong nó lấy lại. Không những nó lấy lại mà nó còn đưa những người đó vào tù nữa. Đó là bản chất của cộng sản đó nha. Rồi tiếp tục. Ok. Một số nước trong liên minh NATO cũng biên giới với Nga. Tại sao Nga không lên tiếng mà Ukraine nhập NATO thì Nga sợ vậy anh? Tại vì sao? Thứ nhất là thật sự họ đã lên tiếng. Có điều là gì? Những nước đó quá nhỏ, không uy hiếp được tới nước Nga. Ví dụ như là Latvia và Estonia là hai nước có đường biên giới trực tiếp với Nga ở vùng Baltic luôn. Nhưng mà họ là nước quá nhỏ đi. Nếu mà nói là nước thì không đúng. Nếu mà quý vị so ra đó, họ giống như là một lớn hơn cái thành phố một chút thôi. Cái quốc gia của họ đó. Do đó, nó không uy hiếp được tới Nga. Còn Ukraine là một cái lãnh thổ rộng lớn. Ukraine là một cái lãnh thổ rất rộng lớn. Do đó, Nga e ngại là phải. Nga e ngại là phải. Và thứ hai là Nga thực sự họ muốn có vùng trái độ ở giữa họ và Âu Châu. Âu Châu cũng vậy. Cho nên đó quý vị, cái vấn đề ở chỗ là Ukraine vốn là cái quốc gia mà họ bị đám Tây phương, đám Pháp và Đức kỳ thị rất nhiều. Đám này là phản đối quyết liệt Ukraine gia nhập vào NATO mà. Ok? Và
Ukraine tới giờ phút này cũng chưa được phép gia nhập vào Liên hiệp Âu Châu nữa. Mới được duyệt đơn thôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Phong trào giấy trắng có khiến Trung Quốc sụp đổ hay không? Câu trả lời là không. Mấy ngày nay biểu tình đã xẹp. Tức là một cuộc cách mạng Bạch Thư đã xẹp rồi. Gần như là đã xẹp rồi. Và không làm nên cơm cháo gì cả. Tại vì Tập Cận Bình kiểm soát được. Ông ta đã kiểm soát được tất cả những cuộc biểu tình. Do đó, nó chỉ là một cái đốm sáng lên thôi. Tuy nhiên, nó vẫn là cái lửa ngầm. Nó vẫn là cái lửa ngầm và nó sẽ châm lửa cho những cái biến cố về sau. Cho những cái biến cố về sau. Còn bây giờ gần như nó xẹp rồi đó quý vị. Nha. Rồi, tiếp tục. Wow. Đảng viên làm giàu còn cuốn gói đi tù, huống chi là người bình thường không trực thuộc đảng viên mà đòi làm giàu. Dân Việt Nam không có khá ảo tưởng sức mạnh. Thì xưa nay họ là ảo tưởng mà. Xưa nay họ được Cộng sản xây dựng cho một cái bánh vẽ lớn, cho nên họ dễ có ảo tưởng lắm. Ảo tưởng là được qua Mỹ sẽ được nâng niu, sẽ được chiều chuộng. Ảo tưởng là mình là đang sống trong quốc gia hạnh phúc nhất. Ảo tưởng là mình đang trong một cái thể chế mạnh nhất. Nhưng quý vị, họ Cộng sản đang xây ảo tưởng cho họ rất nhiều. Nhìn ra quý vị, dân Việt Nam bây giờ yếu kém hơn tất cả những quốc gia khác. Sau gọi như là, tôi coi như là 50 năm Cộng sản cai trị toàn 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 lãnh thổ, thì dân Việt Nam được xem là yếu kém nhất, yếu kém về tinh thần, yếu kém về tri thức, yếu kém về suy nghĩ và sợ hãi. Nếu mà xét về sợ hãi, dân Việt Nam đứng đầu khu vực luôn nha. Rồi tiếp tục. Ok. Như vậy mình phải chịu cảnh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm hay sao? Thì tùy quý vị. Quý vị đã sợ hãi thì quý vị chịu thôi. Bây giờ quý vị đang sống trong Việt Nam chứ không phải tôi. Tôi và những người khác sống ở bên ngoài nước Việt Nam, chúng tôi đã vượt qua được cái sự sợ hãi rồi. Còn quý vị có vượt qua không là do chính quý vị. Bây giờ quý vị ngồi than với tôi là bây giờ không có việc làm, bây giờ không có hợp đồng công nhân về quê ăn Tết, không có tiền quê hồng, không có tiền mua vé xe về quê ăn Tết. Trong khi nó nằm ngay trước mặt quý vị không đi lấy. Nó nằm ngay trước mặt quý vị luôn. Mà quý vị không đi lấy thì ráng chịu thôi nha. Rồi tiếp tục. Tại sao Trung Quốc gọi Giang Trạch Dân là một cựu lãnh đạo vô sản mà tài sản ông ta ở Trung Quốc và Singapore còn khổng lồ? Tôi không biết ông ta có tài sản bao nhiêu, nhưng chủ nghĩa cộng sản nó cho quý vị ăn bánh vẽ là vô sản. Nhưng mà thật sự tài sản nằm ở ở gia tài tụi nó hết. Tài sản nằm trong 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 dòng họ tụi nó hết. Trong khi đó người dân thì đúng là vô sản. Còn cái vấn đề mà ông Giang Thành Dân ổng có được bao nhiêu tài sản thì tôi không biết. Cái đó là do chính quý vị tự đi kiếm lấy. Tôi không có nhu cầu đi kiếm tin tức về tài sản của các quan chức cộng sản. Tôi chỉ thấy rằng là họ có họ ở những cái nhà cao cửa rộng, biệt phủ giàu có. Nhưng tôi không có nhu cầu đi kiếm tài sản họ ở đâu cả. Tại vì cái đó do chính người dân ở những xứ đó tự đi kiếm. Tại vì tài sản của ông ta chả liên quan được gì tới chúng tôi cả. Chả liên quan gì cả. Nha. Ok. Rồi tiếp tục. Chú Phong nói đúng, người dân Việt Nam có chết cũng không dám đứng lên, thà chịu chết. Thì tôi nói rồi, bây giờ tình hình dân Việt Nam đó, mà Cộng sản nó đưa họ vô quan tài, họ còn ngồi dậy, họ cảm ơn nó rồi, họ mới nằm xuống. Họ cũng không dám phản kháng luôn. Cái đó là thực tế nha. Họ excuse là chuyện này chuyện kia. Nhưng mà những dân tộc khác họ đâu có sợ đâu. Từ ở Sri Lanka, Tích Lan cho tới Iran. Ngay cả dân Trung Quốc kỳ rồi cũng dám nổi loạn. Mặc dù rằng nó là cái ngọn lửa không lớn. Nhưng họ cũng đã dám xuống đường. Còn dân Việt Nam gần như là nó yếu tới mức như vậy. Nó chỉ biết lên than thôi. Anh Phong ơi, làm cách nào giúp tôi? Bây giờ đói quá, khổ quá. Cứ chờ người ta giúp không mà. Trong khi tiền ở trước mắt thì không đi lấy. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện của Võ Lâm Ngũ Á không? Khi mà Vương Trùng Dương kể ra câu chuyện con mèo á, mà để mà bôi bác cho, để mà chỉ trích cho Quá Thông đó. Tức là khi mà con người đã chết xuống đó, thì Diêm Vương hỏi bây giờ mày ở trên dần gian mày không làm được gì tốt hết, thì bây giờ á mày chỉ được làm thú vật thôi, mày không được làm người nữa, mày chọn làm gì? Thì cái người đó trả lời là muốn làm con mèo.
Hỏi con mèo có gì đặc biệt không? Nói con mèo đen từ trên xuống dưới hết, có hai chấm trắng ở ngay miệng. Ông Diêm Dương hỏi làm gì vậy? Nó nói chuột nó thấy hai chấm trắng, nó tưởng cơm nó nhảy vô miệng tôi khỏi đi bắt. Dân Việt Nam bây giờ là con mèo đó. Dân Việt Nam bây giờ là con mèo trong cái tác phẩm mà Võ Lâm Ngũ Hóa của Kim Dung đó. Tức là lúc đó là vì Kim Dung chê Châu Á Thông bởi vì Dương Trùng Dương chứ. Kể câu chuyện đó ra để mà móc lò Châu Á Thông về cái tội làm biếng á. Ông mới kể ra đó, là muốn làm con mèo đen nhưng mà có hai chấm trắng ở trên miệng nè, để chuột á, đêm đêm tối nó nhìn thấy hai chấm trắng nó tưởng cơm gạo nó nhảy vô miệng mèo luôn, mèo khỏi đi bắt. Thì dân Việt Nam bây giờ đúng là con mèo đó đó nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua một số những cái đã đọc rồi nha. Ok. Anh có nghĩ cho bên lập Obamacare không? Obamacare vẫn còn, ông Trump chưa xóa được, tại vì cái Obamacare đó ông Trump rất là muốn xóa nhưng mà nó được quốc hội thông qua thì phải do quốc hội xóa, do đó ông Trump không có xóa được cái chương trình Obamacare, ông không ký cái lệnh hành pháp được và bây giờ nó vẫn tồn tại, và cuối cùng Obamacare làm cho người ta tốn tiền nhiều hơn. Obamacare là gì? Là cái chương trình bảo hiểm y tế dành cho những người có lợi tức thấp. Thì quý vị, ví dụ như bây giờ tôi trả bảo hiểm là 461 đồng một tháng. Thì Obamacare, những người mà có lợi tức thấp á, họ trả có khoảng chừng trăm, trăm mấy thôi. Vậy thì câu hỏi là 300 còn lại, ai trả? Chính phủ trả. Vậy thì chính phủ lấy tiền ở đâu trả? Tại vì không có nghĩa là giá bảo hiểm thấp xuống một trăm mấy, nó vẫn là 400 mấy. Nhưng mà quý vị chỉ trả có 100 mấy thôi, tại vì quý vị lợi tức thấp. Thì 300 còn lại là do chính phủ trả. Vậy chính phủ lấy tiền ở đâu trả? Do đó quý vị, tại sao tôi nói là cái Obamacare chỉ là cái trò tính toán về con số thôi. Nó không có đem tới cái lợi về sức khỏe. Nha. Vô sản nghĩa là tài sản vô nhiều, nhiều vô cùng đối với kẻ cai trị, không có tài sản với người dân. Thì chủ nghĩa vô sản là người dân vô sản. Ok. Còn chủ nghĩa cộng sản là cộng tất cả xà tài sản của người dân, chia đều cho tất cả các đảng viên. Cộng tất cả sản nghiệp và tài sản của người dân, chia đều cho các đảng viên. Nha. Rồi tiếp tục. Việt Nam muốn xuống đường biểu tình thì có những chiếc xe chở người, tụi nó chặn hết. Những chiếc xe làm sao cản trở được người có triển vọng đi biểu tình? Theo anh phải làm cách nào tránh sự kiểm soát? Đã nói là biểu tình là cứ xông ra đường không sợ ai cả. Nó chặn thì kệ mẹ nó. Nó chặn thì đạp xe của nó xuống. Còn bây giờ cứ thấy xe nó tới một cái là lo chạy trốn thì đừng đi biểu tình làm gì, để mất công làm phiền người thân trong gia đình. Nó chặn thì kệ nó, mình cứ đi. Vấn đề ở chỗ là quý vị không có dám làm cái chuyện đó. Do đó đừng nghĩ rằng là excuse chuyện này chuyện khác. Dân Iran cũng bị chặn vậy. Mà lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran nó cũng sắc máu vậy. Đó nó dùng luôn cả án tử hình đó. Nhưng mà dân Iran vẫn xuống đường. Kỳ rồi dân Sri Lanka cũng vậy. Và mới đây nhất là dân Trung Quốc cũng vậy. Vấn đề ở chỗ là quý vị ở cái tầm nào, quý vị có vượt qua được cái sự can đảm đó hay không? Quý vị, tới ngày hôm nay đó là Iran kết án tử hình trên chục người rồi. Và cách đây vài ngày tôi có đưa tin quý vị đó, họ đã hành quyết một người đầu tiên rồi. Tức là họ dùng cái văn hóa sợ hãi để họ đe dọa những người biểu tình đó. Nhưng mà những người biểu tình lại bùng nổ lớn hơn tại Iran nữa. Thì quý vị, tới cái chết họ còn không sợ rồi. Thì đó, đó chính là cái sự khác biệt đó nha. Nếu quân đội không ủng hộ, người dân lật đổ cộng sản lắm, anh Phong khó lật đổ cộng sản lắm. Quý vị chờ quân đội ủng hộ hả? Quý vị chờ tới 1.000 năm nữa. Quân đội nó đang kiếm tiền nhờ cái chế độ cai trị. Nó ngu gì nó lật. Nó lật là nó ăn cám hả? Đám quân đội cộng sản nó lật là nó ăn cám hả? Nó đang nhờ vào cái chế độ cai trị, bảo vệ cho chế độ cai trị, nó mới kiếm tiền nhiều nhiều như vậy. Nó mới nhờ đất đai thành sân góp, nó mới nhờ buôn bán đạn dược để có tiền mỗi tháng. Bây giờ cái vị kêu nó lật nó khùng hả? Nếu tôi là tư lệnh quân đội của Cộng sản Việt Nam, tôi cũng đâu khùng, tôi lật cái tên mà đang mang mỗi mỗi tháng cả triệu Mỹ Kim cho tôi. Tôi đâu có khùng vậy. Vấn đề ở chỗ,
do chính người dân quý vị nha. Rồi tôi kịp à, ok à, anh vọng nói dân Việt Nam thì tôi nói quý vị là dân Việt Nam bây giờ nó là như vậy, quý vị hết chọn lựa rồi, tại vì cái văn hóa sợ hãi nó ăn sâu trong tiềm thức và trong trái tim của quý vị rồi, cái gì quý vị cũng sợ hết, cho nên cứ ngày hôm nay quý vị sống cái cảnh này đó, cho nên quý vị đừng than với tôi, đừng than với người Việt hải ngoại, tại vì chính quý vị lựa chọn, vì quý vị lựa chọn sống trong sợ hãi để kèm kẹp và chết trong sợ hãi, đó là chọn lựa của quý vị. Chúng tôi hết cách rồi, chúng tôi chỉ đưa tất cả những thông tin cần thiết và những cái ý kiến cần thiết, còn có sử dụng hay không do chính quý vị nha. Rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi chia tay, Phong nhắc lại là trưa nay lúc 11 giờ thì Phong sẽ có một cái chương trình livestream về tiệc mừng tri ân đoàn kết của các dân cử gốc Việt ở tại nhà hàng Golden Sea. Quý vị nào muốn tới tham dự thì có thể tới thẳng nhà hàng Golden Sea nha, vào ngày Chủ nhật là ngày hôm nay lúc 11 giờ sáng. Mong mong là quý vị sẽ đón xem cái livestream của tôi về buổi tiệc này. Cảm ơn tất cả các khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.